Vâng, nhà đất Phan Công xin kính chào tất cả quý anh chị và tất cả các bạn. Thì tiếp tục hôm nay bên em lại đi quay và giới thiệu đến cho mọi người một mảnh đất có vị trí nằm tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông mọi người nhé. Và cái mảnh đất này thì có tổng diện tích là 28.000 m², tương đương với 2,8 hectare nha quý anh chị. Và trên đất thì có một căn nhà xây cấp 4, điện nước đầy đủ quý anh chị nhé. Gia chủ ở đây dùng bằng điện 3 pha và điện 2 pha quý anh chị này. Và có 157 m mặt tiền đường nhựa liên thông và nằm ở ngay khu đông dân cư luôn quý anh chị này. Thì cái mặt đường nhựa tí xíu nữa em sẽ quay sơ cho quý anh chị xem. Và bây giờ thì em sẽ sơ lược cây trồng trên mảnh đất cũng như là vị thế đất cho quý anh chị tham khảo nhé. Thì mảnh đất của mình đây thì được trồng phủ kín bằng cà phê, hồ tiêu, bơ 034 và sầu riêng quý anh chị ạ. Và trên đất thì gia chủ có trồng sen canh được khoảng 200 cây dổi, năm nay đã bắt đầu cho thu trái năm đầu tiên quý anh chị nhé. Và phủ kín bằng cà phê. Cái cà phê mà gia chủ trồng trên cái mảnh đất của mình đây là cà phê dây nha quý anh chị. Và hệ thống tưới thì bác chủ nhà đã chôn sẵn và lắp đặt cho mình rồi. Và cái mảnh đất của mình đây thì thế đất tương đối là thoải nhẹ và chất đất đỏ ba gian rất là màu mỡ quý anh chị này. Cái con đường này là con đường riêng của gia chủ nha quý anh chị. Và cái con đường này nối liền từ cái mặt đường nhựa để xuống dưới cái hồ nước tưới của mình luôn quý anh chị ạ. Cái đường này thì xe hơi có thể di chuyển được hết cái trục đường của gia chủ này luôn quý anh chị nhé. Và đường điện ba pha thì gia chủ đã kéo từ trên cái mặt đường để xuống dưới cái hồ nước tưới của mình. Thì phía bên này gia chủ có trồng sen canh, cà phê, hồ tiêu, bơ 034 và sầu riêng quý anh chị này. Là cái cà phê này là mới trồng được năm thứ hai nha quý anh chị. Còn cái phía bên phải màn hình của quý anh chị đây là cà phê đang cho thu chính năm đầu tiên. Cà rất là đẹp luôn quý anh chị nhé. Và cái giống cà này là giống cà được ưa chuộng nhất của tỉnh Đắk Nông thời điểm hiện tại bây giờ, là giống cà dây nha quý anh chị. Và trong cái số lượng trồng cà dây đã cho thu hoạch năm đầu tiên này thì gia chủ có trồng sen cây 034, sầu riêng và cây dổi nha quý anh chị nhé. Thì tất cả cái cây trồng đó thì năm nay đã bắt đầu cho thu trái năm đầu tiên rồi quý anh chị ạ. Thì cái cà phê dây này hiện trạng đang rất là đẹp nha quý anh chị. Và chủ nhà đang thu hoạch cà phê. Và chủ nhà sẽ bán cái mảnh đất này theo hiện trạng đã thu hoạch cà phê trên mảnh đất quý anh chị nhé. Nguồn thu chủ lực của mảnh đất này là cà phê và hồ tiêu. Thì cách đây khoảng 6-7 năm trở về trước thì gia chủ có trồng riêng biệt phía bên dưới hồ tiêu quý anh chị ạ. Nhưng bây giờ hồ tiêu đã già cỗi đi và không còn được thu hoạch năng suất nữa, nên gia chủ đã trồng sen canh vào cây cà phê và cây sầu riêng nha quý anh chị. Thì cái nguồn thu chủ lực là vẫn là cà phê thôi quý anh chị ạ. Sầu riêng thì mới trồng được năm thứ ba thôi thì cũng chưa có thu hoạch nha quý anh chị. Và cái mảnh đất của mình thì có một cái view điện gió khá là đẹp luôn quý anh chị ạ. Những cái trụ điện gió đó cách cái vị trí của mảnh đất của mình rơi vào tầm khoảng 1 km quý anh chị nhé. Mảnh đất này thì có tổng diện tích là 28.000 m², 2,8 hectare, tọa lạc tại thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nha quý anh chị. Thì từ cái vị trí của mảnh đất này đi ra trung tâm huyện Đắk Song, trung tâm hành chính luôn quý anh chị nhé, thì rơi vào tầm khoảng 15 km. Và đi ra cái trung tâm trường học cũng như là xã Thuận Hạnh thì rơi vào khoảng 2 km thôi quý anh chị ạ. 2 đến 2,5 km thôi quý anh chị nhé. Là đã có trường học cấp 1, 2, 3 và chợ cũng như là ủy ban xã. Cách vị trí của mình rơi vào tầm khoảng 2,5 km quay về thôi quý anh chị nhé. Và cái thế đất của mình đây thì rất phù hợp cho quý anh chị nào muốn chuyển đổi nông nghiệp từ các vùng giống như là Lâm Đồng, Sài Gòn hoặc là tất cả các cái vùng lân cận, muốn chuyển đổi cái mục đích kinh tế của mình thì cái mảnh đất này rất là phù hợp luôn quý anh chị này. Đất rất là bằng, chỉ có triền nhẹ một tí thôi quý anh chị nhé. Và cái mảnh đất của mình đây thì khá là khuất gió luôn quý anh chị ạ. Chỉ bị ảnh hưởng một tí gió thôi, cũng không ảnh hưởng lắm đến cây trồng của mình. Và bây giờ là cái mùa của cái tỉnh Đắk Nông này, nói chung thì gió rất là
mạnh luôn quý anh chị. Mà cái mảnh đất của mình đây thì hiện tại không bị ảnh hưởng gì quý anh chị nhé. Cây cối phát triển rất là tốt. Thì cà phê này thì hiện tại là thu hoạch năm đầu tiên quý anh chị này, thu chính năm đầu tiên. Thì gia chủ đang cho công nhân thu hoạch nông sản. Thì trên đất có cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ 034 và cây dổi nha quý anh chị nhé, cây dổi. Thì cái giá cả của chủ nhà đưa ra em sẽ ghi ở phần mô tả cho quý anh chị tham khảo nhé. Thì đất rất là đẹp quý anh chị ạ. Và cái mảnh đất này thì cũng rất là thích hợp cho quý anh chị nào làm nhà vườn luôn quý anh chị này. 157m mặt tiền đường nhựa đó có thể lên được thổ cư quý anh chị nhé. Và đây là cái con đường riêng của chủ nhà làm cho mình từ dưới chân hồ lên đến cái đầu mặt tiền đường nhựa luôn nha quý anh chị. Thì cái mảnh đất của mình thì có 130 cây sầu riêng trồng năm thứ 3, có độ tuổi từ 2 đến 3 năm tuổi quý anh chị ạ. Bơ 034 thì năm nay cũng đã cho thu hoạch chính rồi. Và hơn 100 cây dổi nữa cũng đã cho thu hoạch bói năm đầu tiên nha quý anh chị. Thì cái nguồn thu của cái mảnh đất của mình cũng tương đối là cao quý anh chị ạ. Trên đất thì gia chủ có trồng thêm được một số cây mắc ca nữa quý anh chị ạ, rơi vào tầm khoảng 5-60 cây mắc ca. Quý anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết về mảnh đất này thì quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 137 793, cũng là số điện thoại luôn luôn hiện thị ở góc phải của màn hình quý anh chị nhé. Quý anh chị đang theo dõi nhà đất Phan Công, hãy nhấn đăng ký, like, chia sẻ để ủng hộ kênh có thể phát triển hơn trong cái lĩnh vực bất động sản này nha quý anh chị. Và đây là cái phần phía bên dưới mà em có nói cho quý anh chị là cái phía mà gia chủ có trồng riêng biệt tiêu đó quý anh chị ạ. Thì hiện trạng tiêu bây giờ khá là xấu nha quý anh chị nhé. Thì cái tiêu này trên mảnh đất thì mình coi như là không tính nha quý anh chị. Và cái ở phía dưới cái số lượng trồng tiêu này thì gia chủ bây giờ đã xen canh sầu riêng, cà phê và mắc ca cũng như là bơ 034 vào rồi quý anh chị nhé. Và cái số lượng cây đó thì có độ tuổi đã được 2 năm tuổi quý anh chị ạ. Thì qua năm tới đây sẽ cho thu bói năm đầu tiên nha quý anh chị. Và em xin nhắc lại một lần nữa là mảnh đất này nằm tại thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Và với tổng diện tích là 28.000m², tương đương với 2,8 hectare quý anh chị nhé. Đất rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Thì cái mảnh đất của mình đây thì gia chủ đã kéo điện ba pha hết rồi quý anh chị này. Đã kéo từ trên ngôi nhà xuống dưới cái hồ nước tưới của mình để cho phục vụ cái tưới tắm cây nông sản trên cái mảnh đất của mình nha quý anh chị. Đất rất là thoải nhẹ, rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Đây cái số lượng cà phê và bơ cũng như là dổi thì gia chủ trồng năm nay đã cho thu hoạch trái hết rồi. Và đây là cái khu vực hồ nước tưới của mình quý anh chị nhé. Cái mảnh đất này thì có một cái hồ nước tưới như thế này quý anh chị này. Và cái khu vực đất sình của mình đang rất là rộng luôn quý anh chị nhé. Và cái khu vực đất sình này thì có nằm ở trên sổ luôn nha quý anh chị. Đã được vào sổ đầy đủ rồi quý anh chị nhé. Cái ranh giới của mình kéo rất là dài xuống cái khu vực sình này luôn quý anh chị nhé. Nên quý anh chị có thể đang múc hồ được thoải mái nha quý anh chị. Chỉ rơi vào tầm khoảng 6 sao là chủ nhà cải tạo lại trồng cà phê cũng như là cái dổi thôi quý anh chị ạ. Còn lại cái diện tích ở phía bên trên đó rơi vào tầm trên 2 hectare là nguồn thu rất là cao luôn quý anh chị nhé. Và đây là cái con đường 157m của chủ nhà nha quý anh chị. Thì cái con đường này là con đường nhựa liên thông, đường vòng tròn vành đai của huyện Đắk Song nha quý anh chị nhé. Thì từ đây đi ra trung tâm huyện chỉ rơi vào tầm khoảng 15 km thôi quý anh chị ạ. Và đi ra quốc lộ 14A thì rơi vào tầm khoảng 5 km nha quý anh chị nhé. Khu vực này thì rất là đông dân cư luôn nha quý anh chị.
hiện trạng theo quy hoạch thì cái trục đường này có thể lên thổ cư được quý anh chị nhé. 57m mặt tiền đường nhựa liên thôn, liên xã nha quý anh chị. Đây, khu vực này thì rất là nhiều nhà dân sinh sống. 2,8 hectare tọa lạc tại thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Thì quý anh chị hãy tham khảo cái mảnh đất này, rất là phù hợp để quý anh chị có thể canh tác cũng như là làm nhà ở quý anh chị nhé. Đây là khu vực ở phía bên trên, phía sau nhà quý anh chị nhé. Thì hiện trạng phía bên trên này nguồn thu rất là cao luôn quý anh chị này. Thì hồ tiêu ở phía bên trên này khá là đẹp luôn quý anh chị ạ. Có khoảng rơi vào tầm khoảng 400 trụ tiêu đang đẹp như thế này quý anh chị nhé. Và cái số lượng trồng tiêu ở phía bên trên này thì chủ nhà cho leo trên cây sống nha quý anh chị. Cụ thể ở đây là cây gòn quý anh chị ạ. Thì mỗi trụ tiêu này cao rơi vào tầm khoảng 5m quý anh chị nhé. Và hiện tại thì năm nay trái cũng đang rất là nhiều luôn. Thì ở bên trên này gia chủ cũng trồng xen canh cây dổi và sầu riêng nha quý anh chị. Thì sầu riêng ở phía bên trên này có độ tuổi rơi vào tầm khoảng 4 năm rồi quý anh chị này. Cái khu vực ở phía bên trên này rơi vào tầm khoảng 2 hectare, 3, 2 hectare này, cái nguồn thu rất là cao luôn quý anh chị ạ. Chỉ rơi mất vào tầm khoảng 6 sao là phía bên dưới chủ nhà cải tạo lại thôi quý anh chị nhé. Còn phía bên trên này đất rất là đẹp và nguồn thu rất là ổn định luôn quý anh chị ạ. À, 2,8 hectare nằm ngay khu đông dân cư, có kèm nhà và cái trục đường 157m mặt tiền đường nhựa. Thì có thể lên thổ cư được quý anh chị nhé. Thì mọi thông tin chi tiết về cái mảnh đất này quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp với em, em sẽ nói rõ hơn cho quý anh chị nhé. Thì xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi video của Nhà Đất Phân Công. Xin kính chào tất cả quý anh chị. Kính chúc quý anh chị một ngày tràn đầy sức khỏe, thành công trên công việc cũng như là trong mọi lĩnh vực quý anh chị nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.